trước thềm Tết Nguyên đán 2024, các biên tập viên, đội ngũ sản xuất của Đài truyền hình Việt Nam liên tục hé lộ hình ảnh hậu trường đi quay, nhá hàng các chương trình chào năm mới. Hòa chung không khí tất bật ấy, biên tập viên Hoài Anh cũng khoe những khoảnh khắc đi dẫn chương trình dịp Tết. Song ở những hình ảnh mới nhất, buổi quay hình của nữ biên tập viên còn có sự góp mặt của một nhân vật đặc biệt quan trọng, con gái ruột của Hoài Anh. Nếu như nữ biên tập viên chọn chiếc áo dài nhung đỏ thắm, khoe sắc vóc yêu kiều thì cô con gái lại diện một thiết kế áo dài cách điệu. Có thể thấy, bé Kỳ Uyên ngày nào còn khiến mẹ phải lo lắng sẽ không cao mấy nay đã ra dáng thiếu nữ. Cô con gái sinh năm 2011 chẳng những đã cao gần bằng mẹ mà còn được thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp truyền thống cùng thần thái dịu dàng, không lẫn đi đâu được. Nhiều người còn khen ngợi cô bé chính là phiên bản hồi trẻ của Hoài Anh. Chính nữ biên tập viên khi chia sẻ những hình chụp cùng con cũng xưng là hai chị em. Và rất có thể, màn catwalk của hai mẹ con sẽ xuất hiện trong một chương trình phát sóng vào Tết sắp tới. Mặc dù đã rời vị trí người dẫn chương trình bản tin thời sự 19 giờ được 2 năm, song biên tập viên Hoài Anh vẫn luôn nhận được tình cảm của khán giả. Hiện tại, cô chủ yếu tham gia sản xuất và dẫn dắt các chương trình văn hóa, văn nghệ của Ban Văn nghệ Nhà Đài Quốc gia.